Con đi sau sẽ đè lên con đi trước vào theo đàn. Chắc trứng nó đúng nữa hay sao? Chắc ở đâu có cái tổ nó mới nở ra. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái hiện tượng kỳ lạ rất hiếm gặp ở trong tự nhiên. Đây là một dòng chảy sâu các bạn ạ. Đây là hiện tượng sâu bò theo đàn. Đây, rất là nhiều sâu. Những con sâu đi sau sẽ bò đè lên con đi trước, tạo thành một cái dòng chảy rất là lớn. Với số lượng lên đến hàng triệu con. To rồi. Đúng rồi, dù gì ghê. Nhưng mà cũng to lên nữa nè. Này hiện tượng sâu bò theo đàn. Thử thử hất nó ra xem, tách nó ra xem nó có biết đường quay lại không. Biết con sâu gì không? Mình có muốn chiếu rồi. Không phải con chưa đâu. Con sâu, nhưng mà không biết sâu gì. Ghê nhỉ. Đây gần đây luôn. Con đi sau sẽ đè lên con đi trước vào theo đàn. Chắc trứng nó đúng nữa hay sao? Chắc ở đâu có cái tổ nó mới nở ra. Nhiều chưa? Quá nhiều luôn. Chắc nữa thì đúng rồi hay sao? Không phải đâu, không phải. Trước đây không phải trứng sâu đâu. Này, nó bò theo cái ống, bò dọc theo cái ống. Anh nhìn ghê quá. Bò dọc theo cái ống luôn. Anh nhìn cái sợi thì cái gì. Con lớn này bằng con nào, con dòi à? Giống như con dòi chứ hả? Hai con muốn chiếu đấy. Hai con muốn chiếu đấy.